Xin kính chào toàn thể cô chú và anh chị đã trở lại với cả kênh YouTube của Xế Đẹp 88. Thì ngày hôm qua thì em đã có những cái video chia sẻ với dòng xe Kia K2700, dòng xe Kia K165, một số cái mẫu xe dòng xe Kia K3000 mới cập bến. Thì ngày hôm nay một cái mẫu xe mới về, một mẫu xe dòng xe Kia K140 tải trọng 1,4 tấn đủ mới cập bến salon của Xế Đẹp 88 cũng như là fanpage Facebook là Đạt 88. Mẫu xe biển số 24H00496, một mẫu xe tải trọng là 1,4 tấn đủ các bác nhé. Cái xe đang vừa bãi đây thì bây giờ em sẽ có những cái video và review chi tiết về mẫu xe này. Anh chị em nào đang quan tâm đến mẫu xe dòng xe tải 1,4 cùng dài là 3,5 m có thể liên hệ em qua các số điện thoại được ghi trên màn hình là 0975 180 777. Hôm nay em sẽ có cái video báo giá và quay chi tiết về mẫu xe này các bác nhé. Xe thì có thể cam kết cho các bác về chất lượng xe, cam kết xe không đụng, không có nước, không bị kích, sang tên đổi chủ nhanh chóng dễ dàng thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến chi tiết về mẫu xe này. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến chi tiết về cái mẫu xe biển số 24H00496 này. Đây là một mẫu xe dòng xe Kia K140 tải 1,4 tấn đủ các bác nhé. Đây là một mẫu xe đời 2015. Mẫu xe này sẽ được trang bị đầy đủ điều hòa, nó sàn rồi. Đây là tổng thành và bao quát bên ngoài của nó đây. Chúng ta sẽ cùng lướt qua một vòng chiếc xe. Các bạn thấy đây, rất là vuông vắn này. Không có chút cam kết xe đến với cả salon Xế Đẹp 88 thì em sẽ cam kết cho các bác là cam kết xe không đâm đụng, không có nước, không được kích, mọi thủ tục sang tên đổi chủ nhanh chóng dễ dàng và có những chương trình đảm bảo, chương trình hậu đãi, dịch vụ phía sau đó sau khi sở hữu xe các bác nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cả phần bên ngoài trước. Thì chúng ta cũng thấy đây, các cánh cửa đây, các hàng, các mã kính của các cánh cửa còn nguyên này, 2015 này. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với cả cái phần nội thất của chiếc xe này. Các bạn thấy đây, bên này đây, các cái keo chỉ cái cửa có nguyên này. Trên những kênh YouTube của Xế Đẹp 88 cũng như là fanpage Facebook là Đạt 88 thì em đã có những cái video chia sẻ cách xem xe rồi. Nên là các bác mà đang cần tự mình tự đi mua xe thì cũng thể là tìm hiểu tham khảo trên đó, thì em cũng có rất là nhiều cái chia sẻ rồi. Đấy. Tiếp theo phần nội thất của chiếc xe này các bác nhé. Ghế thì đã được bọc da rồi. Đây toàn bộ không gian nội thất của nó đây. Ở góc bên này chúng ta có thể nhìn thấy rõ cả phần trần này. Đó, trần thì chưa được bọc da gì cả, trần nguyên bản. Mẫu xe này thì đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm tới tháng 2 năm 2022 các bác nhé. Như cái mẫu xe đời 2015 này thì đăng kiểm với cộng 1 năm. Đây toàn bộ không gian nội thất của nó đây. Với cái mức giá, tầm giá là 275 triệu đồng. Hiện tại bên em đang có rất nhiều các mẫu xe, dòng xe Kia K3000, K140, K165, những cái dòng xe sử dụng hệ thống treo bằng nhíp. Sơn zin gần như toàn xe các bác nhé, sơn zin có đến 90%, 95%. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với cả phần thùng xe. Các bác có thấy đây, nhìn ở góc cạnh này chúng ta thấy được rõ là các hàng đinh bấm này trải dài có nguyên này, không có chút dấu hiệu của sự móp méo hay là sơn bả nào cả. Hàng đinh bấm nó được miêu tả như là một cái tem bảo hành của một chiếc xe. Đó, nó cũng là tem bảo hành của một chiếc xe các bác nhé. Nên chúng ta có thể nhìn hàng đinh bấm cũng như keo chỉ có thể nhận biết được xe có bị đâm đụng va chạm hay không, nguyện bả ma tít hay không. Vì khi bị đâm đụng va chạm vào thì mất hàng đinh bấm rồi thì nó sẽ phải bả ma tít lại để sơn lại các bác nhé. Đó. Đây. Có những quẹt này, những cái quẹt cổng đơn giản đó, chúng ta có thể bỏ qua được. Dài khắp xe, bên phụ bên như nào, bên lái như thế, đó, hai bên nó sẽ giống hết nhau, các bác nhé. Càng đừng bấm tướng. Đó. Tiếp theo nữa cùng đến với cả phần sàn sóng này. Chiếc xe này thì mới về, em chưa dọn rửa gì cả, nên còn hơi bẩn. Sàn thì là phẳng lì, phẳng chắc nhá, sàn nguyên bản của nó đây, không một chút mọt, gọi là không một chút mọt mẹt nào cả. Không chút một mét han gì nào cả các bác nhé.
đã được chêm thêm gỗ rồi. Ở góc nhìn để em sẽ có một cái góc là nó rộng nhất cho các bác. Đã được chêm gỗ rồi để đảm bảo cái sàn nó không bị chở hàng, nó không bị cong võng. Chủ cũ khá là biết cách chăm sóc xe. Hệ thống chassis thì vuông vắn này, không có dấu hiệu của việc là sơn lại này, không có việc của việc hà rô hay là hàn lại gì cả. Đó, một cái mẫu xe rất là cơ bản. Tiếp theo là phần lăn lốp đát đây. Lốp đát còn rất mới các bác nhé. Được bộ lốp mới đây. Cặp lốp phía sau rất là mới đây. Các cái râu của lốp còn nguyên này. Đấy, chính tỏ là chở rất là ít. Đấy, các bạn thấy đây. Đó. Bộ lốp khá là đẹp. Sau khi chia sẻ một vòng thì chúng ta sẽ cùng quay ra phần thùng xe. Ở góc nhìn trên này chúng ta có thể thấy là một chiếc xe rất là vuông vắn này. Không có nghiêng lệch gì cả. Đó, chủ cũ rất là biết chăm sóc xe cả, những cái tấm những cái thậm chí những cái rè chân bùn kia họ cũng ốp thêm inox cả. Đó. Không biết là phần thùng xe phần lót sàn như nào đây. Vâng, chiếc xe này được lót sàn inox rồi các bác nhá. Được lót sàn inox rồi. Trước đây chở người ta chở hàng cũng khá là nhẹ nhàng thôi. Nếu mà chở trâu chở bò thì người ta sẽ phải lót lên khá là cao. Nó lên tận phần thành thùng như bên này. Như thế này thì mới thể đảm bảo được. Trước đây người ta chở hàng nhẹ nhàng thôi. Đây em nghĩ rằng trước đấy người ta chở hàng đồ gỗ thôi. Bởi vì có bắt những cái bắt như này. Đấy, bắt những cái bắt này để buộc hàng đồ gỗ này. Chở rất nhẹ nhàng. Đó. Một chiếc xe tải 1,4 tấn với khả năng cong cua tải khá là tốt. Với khả năng cong cua tải rất là tốt các bác nhé. Với dòng xe sử dụng hệ thống treo bằng nhíp thì khả năng cong cua tải tầm 3 tấn, 3 tấn rưỡi. 4 tấn vẫn là khá là ok. Và leo những cái đường đèo, đường cung đường gập ghềnh, đồi núi rất là ổn định các bác nhé. Thì vừa rồi đó là những cái chia sẻ nhanh về cái mẫu xe, tổng thành từ phần nội thất này cho tới phần máy móc, nội thất tới phần gầm bệ, tới phần thùng xe. Và bây giờ em sẽ đến cái phần đó là phần lật cabin lên và cùng lướt qua về phần máy móc của chiếc xe này các bác nhé. Tiếp theo đây thì chúng ta sẽ cùng đến với cả phần máy móc của chiếc xe Kia K40 đời 2015 này. Cái mẫu xe này là một mẫu xe tải 1,4 tấn đủ, nên các bác có thể phân biệt giữa dòng xe K3000 và dòng xe K40. Và những đời 2014, 2015 thì nó có xuất hiện dòng xe K140 này. Và sau này nó sẽ xuất hiện thêm một cái số dòng như là dòng xe Kia K165 tải 1,65 tấn đủ. Và lửa cuối đời 2015 thì nó lên là tải 2,4 tấn các bác nhé. Nó là một chuỗi những cái mẫu xe nó liên kết với nhau hết thôi. Thì tiếp theo chúng ta cùng đến với cả cái phần cua lốp của chiếc xe này. Đầu tiên là phần cua lốp nhá. Cái phần này là phần dễ bị mọt nhất, nó bị phá hủy nhất. Bởi vì sao? Bởi vì đất đá nó bám đây rất là nhiều và chúng ta không biết cách vệ sinh thì nó rất dễ bị mọt, bị thủng các bác nhá. Đấy. Các bác có thấy đây. Chưa có dấu hiệu của mọt biết gì cả. Đó. Rất là đẹp luôn. Chưa dấu hiệu của mọt biết hay thủng cái gì cả các bác nhá. Ở góc nhìn xa hơn chúng ta thì nhìn thấy khá là rõ ràng. Em chia sẻ như này để các bác có thể đánh giá được cái chiếc xe nó có phù hợp với mình hay không. Đánh giá rất chi tiết luôn. Cái phần chống nóng chống ồn đây. Đó, được như này còn khá là đẹp. Tiếp theo chúng ta cùng đến với cả phần máy của chiếc xe này các bác nhé. Ở một góc nhìn cao cao đây chúng ta có thể thấy đây. Các phần bơm 7 màu này, đó. Ánh lên độ bảy màu của nó các bác nhé. Ánh lên độ bảy màu của nó. Màu máy rất là đẹp. Tất cả này, đây. Tổng thành từ những chiếc những cái đinh, những cái ốc vít của nó. Đây. Từ cái màu máy của nó này. Toàn bộ hệ thống chassis ở phần cabin ở đây. Ở dưới cabin đây. Rằng trước này không có dấu hiệu của việc va chạm hay đâm đụng gì cả. Bản thân em là những người đi lựa chọn xe đầu tiên, là những người tuyển chọn đầu tiên thì em sẽ phải kiểm tra thật là kỹ lưỡng để mang đến cho các bác những cái sản phẩm tốt nhất. Vừa rồi đó là những cái chia sẻ về toàn bộ từ phần máy móc, gầm bệ, nội thất, ngoại thất của chiếc xe dòng xe Kia K40 đời 2015. Các bác đang quan tâm đến mẫu xe như thế này có thể liên hệ em qua các số điện thoại được ghi trên màn hình là 0975 180 777,
0981 188 765. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bác ở những video chia sẻ và báo giá chi tiết cho mừng bốc xe lần sau.